thêm một nhà mạng di động chính thức tham gia thị trường viễn thông. Đông Dương Telecom là doanh nghiệp tiên phong triển khai mô hình mạng di động ảo MVNO, Mobile Virtual Network Operator tại Việt Nam được cấp giấy phép từ tháng 10 năm 2015, nhà mạng này triển khai dịch vụ bằng việc ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn VNPT để sử dụng cơ sở hạ tầng của mạng di động VinaPhone với đầu số di động 087. Các sản phẩm trên dịch vụ di động của Đông Dương Telecom được xây dựng, thiết kế chuyên biệt, phù hợp cho từng nhóm đối tượng khác nhau. Do sử dụng hạ tầng mạng của VinaPhone, một trong những nhà mạng viễn thông di động có chất lượng và vùng phủ sóng tốt nhất tại Việt Nam nên bên cạnh sản phẩm trên dịch vụ được thiết kế hợp lý thì khách hàng vẫn được sử dụng dịch vụ Viễn thông di động với chất lượng ổn định. Trước mắt, Đông Dương Telecom giới thiệu sản phẩm dịch vụ dành cho công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp ở 9 tỉnh trên thành phố bao gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Long An và Đồng Nai. Tiếp theo Nhà mạng này cho biết sẽ kết nối với tất cả các mạng có phần dung lượng dư để tạo ra dịch vụ tiện lợi, chất lượng kết nối tốt nhất nhưng giá cả, chi phí hợp lý. Bên cạnh đó, sẽ có đa dạng gói cước cung cấp cho những nhóm và phân khúc người dùng khác nhau như những người có thu nhập thấp, sinh viên, công nhân. Ông Lưu Anh Sơn, PTGD Đông Dương Telecom cho biết, với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ di động ảo, Đông Dương Telecom sẽ góp phần hữu hiệu vào việc nâng cao khả năng phục vụ và chất lượng dịch vụ của toàn ngành thông tin và truyền thông Việt Nam chia sẻ gánh nặng về chi phí đầu tư hạ tầng và vận hành khai thác cho các doanh nghiệp, đưa ra các dịch vụ gia tăng mới nhằm cải thiện chỉ số ARPU, thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội theo định hướng hiện đại hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông của Đảng và Nhà nước. Nguyễn Phong Nhã, Cục Phó Cục Viễn thông cho rằng, các nhà mạng lớn chủ yếu cung cấp khách hàng phổ thông và không có nhiều khác biệt thì ít e telecom tham gia vào thị trường ngách thì có rất nhiều cơ hội. Đại diện Cục Viễn thông cho rằng việc ITelecom e ra đời là một quyết định thông minh trong thời điểm hiện nay. Với việc thiết lập mạng di động không xây dựng hạ tầng mà thuê lại dịch vụ từ các công ty viễn thông khác sẽ mang lại cơ hội to lớn cho e-telecom. Ông Nhã cũng hy vọng trong thời gian tới mạng di động e-telecom sẽ có những đề xuất lên Bộ TT và TT để xây dựng hệ thống hiệu quả hơn. Đông Dương Telecom cho biết trong thời gian tới sẽ hợp tác với tất cả các nhà mạng có hạ tầng, các đối tác công nghệ khác để có thể mang lại cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ mới nhất và tốt nhất, với vai trò tiên phong phát triển MVNO tại Việt Nam. Đông Dương Telecom phấn đấu trở thành hình mẫu cho sự hợp tác giữa các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng và bán lại dịch vụ trong lĩnh vực thông tin di động của Việt Nam. Hiện tại, Đông Dương Telecom đã triển khai ra mắt phòng giao dịch về dịch vụ di động đầu tiên ở Hà Nội tại B020, Tháp The Manor, đường Mễ chỉ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dự kiến trong thời gian ngắn sắp tới, Đông Dương Telecom sẽ tiếp tục mở thêm các phòng giao dịch tại TP Hồ Chí Minh và một vài tỉnh thành lớn trên cả nước. Tuy nhiên, theo ông Lưu Anh Sơn công ty sẽ không triển khai hệ thống phòng giao dịch một cách giàn trải mà sẽ tập trung mở rộng kênh phân phối sản phẩm dịch vụ đến khách hàng thông qua các tổng đại lý, đại lý ủy quyền trên phạm vi toàn quốc. Nhà mạng này cho biết khách hàng đầu tiên hướng đến là công nhân và người lao động với gói cước 77.000 đồng trên tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng iTelecom e và Vinaphone dưới 20 phút, miễn phí 30 phút gọi ngoại mạng, 60 tin nhắn SMS và miễn phí sử dụng 3 gbdata tốc độ cao mỗi ngày. Khôi Linh